Cho con hỏi là mình tập cơ bắp kết hợp với cardio như nhảy dây, chạy bộ thì cơ bắp nó sẽ săn chắc chứ không bị to quá hả chú? Mong chú giải đáp cho con. Đúng rồi. À, khi mình tập cơ bắp là mình tập những cái tạ, tập cơ bắp là tập tạ, và mình kết hợp với cái chạy bộ với lần nhảy dây á, thì nó sẽ tăng cho mình cái thể lực, và cái cơ mà phát triển của mình nó sẽ là cái cơ bền, cơ bền bỉ, cơ nhanh chứ không phải là cơ chậm to. Còn khi mình tập tạ mà chậm kéo từng cái thì nó là cơ phòng, nhưng mà cơ phòng bự á, thì cái độ bền nó không có cao. Còn võ sĩ, các bạn thấy võ sĩ rất là ốm ha, hoặc là cái phần cơ rất là mỏng, cái phần cơ nó không có dày, nó là cơ sợ cơ mảnh, nhưng mà nó là cơ bền bỉ ha, nó có chịu được đòn, đánh vô chịu được nè, rồi mình đấu dài lâu được, mình không có bị mau mệt ha. Đó là cơ vỏ khác với cơ tạ, là chỗ đó nữa.